thỏa thuận gia nhập MU, đội chủ sân King Power không giấu giếm ý định bán trung vệ người Anh. Tuy nhiên, họ yêu cầu mức giá cao chót vót và chỉ đồng ý nếu đối tác đáp ứng được phí chuyển nhượng. Nguồn tin từ Bleacher Report cho hay, sau quá trình đàm phán căng thẳng, MU và Leicester đã thống nhất giá Maguire là 80 triệu bảng bao gồm cả phụ phí. Man City cũng theo đuổi cầu thủ 26 tuổi này, nhưng họ chậm chân hơn so với quỷ đỏ vì muốn bán bớt Mangala cùng Otamendi để tăng thêm ngân quỹ mua sắm sự trần trừ ở nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh trái ngược hẳn với thái độ sốt sáng của các sếp quỷ đỏ. John G. khao khát có Maguire trước khi mùa bóng 2019-2020 chính thức khởi tranh. Bản thân trung vệ Tam Sư cũng bày tỏ nguyện vọng ra đi lên ban lãnh đạo giờ Foxer. Mặc dù vậy, Leicester khá rắn trong các cuộc thương lượng. Theo tiết lộ khác từ Sportsmail, hè năm ngoái, chủ tịch quá cố Leicester, tỷ phú vi trai từng cam kết sẽ cho phép Maguire rời sân King Power nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Trong ít ngày tới. Nếu vụ chuyển nhượng chưa được thông qua, Harry Maguire sẽ viện vào lý do trên để gây sức ép lên Leicester nhằm giảm giá bán. Sau 2 năm phục vụ bầy cáo, Maguire muốn tìm kiếm thử thách tại đội bóng lớn hơn. MU hứa hẹn sẽ trao cho cựu cầu thủ Hull City bản hợp đồng 5 năm, kèm thêm mức lương trên 200.000 bảng trên tuần.